Thử đăng clip tìm anh trai thất lạc nhiều năm lên TikTok, cô gái bất ngờ với sức mạnh của cộng đồng mạng. Có những chuyện tưởng chừng như đã bị chôn vùi vào dĩ vãng đến mấy mươi năm, nhưng bỗng chốc lại xuất hiện ngay trước mắt như một món quà từ Thượng Đế và mang đến cho người nhận được những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Mới đây, một cô gái trong lúc lục tìm lại những món đồ cũ mà người cha để lại trước lúc ra đi mãi mãi, đã tình cờ tìm thấy giấy chứng sanh của một người anh sinh năm 1992. Trước đó, trong ngày cha mất, một người bạn của cha cũng đã mang đến một tấm hình cha cùng người anh trai ấy đang nắm tay với nhau, chẳng biết đó có phải là bức hình duy nhất của cả hai người hay không. Chỉ biết rằng ngày cha còn sống, thỉnh thoảng có nhắc với con gái về người anh trai đã bị thất lạc nhiều năm. Do công việc thuyền trưởng rày đây mai đó của cha nên có gửi anh về nhà ngoại. Khi đi làm xa, cha lại đổ bệnh, rồi từ đó mất dần liên lạc luôn. Vận số khiến xui, chỉ với chút thông tin ít ỏi, cô gái quyết tâm thử đánh liều lên mạng hỏi thăm về người anh đã thất lạc. Nhờ sức mạnh diệu kỳ của mạng xã hội và sự chung tay giúp sức từ cộng đồng mạng, cuối cùng hai anh em cũng đã tìm thấy được nhau, hoàn thành phần nào nỗi rây rứt của người cha nay đã vắng bóng. Được biết người anh trai hiện đang lao động ở nước ngoài, hẹn khi nào kết thúc hợp đồng thì hai anh em sẽ gặp lại nhau. Nhiều người sau khi xem qua bài viết của cô gái cũng không khỏi xúc động. Một số bình luận được mọi người để lại: chỉ đọc bài với đọc bình luận của mọi người thôi mà tự dưng nước mắt cứ chảy, sao mà thấy thương quá chừng. Em gái thật dễ thương, tìm được anh trai thì nhớ về báo tin và thắp nhang cho ba, chắc đó cũng là điều mà ba em mong muốn đó. Một mặt tốt đẹp mà mạng xã hội và cộng đồng mạng mang lại, chúc mừng em gái nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.